hơi vào thẻ gì à? Insert này, link két, link mặt bằng cấp nước vào nhá. Đơn vị mọi người nhớ để mm này. Điểm chèn chúng ta để gì à? Center to center và mặt bằng tầng 3 nhá. Quay rồi. Đây đúng không? Mọi người thấy phần gì à? Quay cấp nước này. Rồi chúng ta sẽ thực hiện lệnh align. Bắt thằng này này. Bắt thằng này. Bắt thằng trên này. Rồi. Sau khi link xong chúng ta sẽ chọn và khóa lại. Giờ chúng ta phải bật chế độ chọn link đi, không ngồi đấy không chọn được. Chọn link này. PN. Bây giờ để chúng ta sẽ nhỉ? Link tiếp thằng kia vào, nhưng để cho hai thằng đỡ chồng chéo nên ta tạm thời tắt thằng này đi nhá. Ta sẽ bật lại nhỉ? VG lên. Thì cái thằng mà được import ấy, ở đây mọi người sẽ thấy có mấy thẻ này. Thẻ đầu tiên là thẻ model category. Thẻ này có tác dụng gì? Ẩn hiện các đối tượng trên mặt bằng này. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể ẩn hiện được gì? Đây đọc riêng phần mấy cái cố nha. Thì ở đây chúng ta có thể ẩn hiện được cái đối tượng là đắc này. Đắc fitting này. Ống gió, phụ kiện ống gió, hay là các cái đối tượng như kiểu mấy cái cố equipment thiết bị. Chúng ta bỏ tích này đi thì nó sẽ ẩn, bật thì nó sẽ hiện. Rồi. Tiếp theo là cái phần revisioning vừa nãy mọi người nhìn thấy rồi, là chúng ta có thể bật tắt để hiển thị được cái file link. Để kiến trúc bỏ tích thì tắt bật. Tiếp theo cái phần quản lý các đối tượng chúng ta link két vào ấy, hay import két vào ấy, thì nó làm một cái import category. Ở đây nó sẽ có gì à? Mặt bằng cấp nước thôi. Chúng ta phải tắt đi thì nó sẽ biến mất. Để chúng ta link tiếp mặt bằng thoát nước vào. Thì tí nữa về sau ấy, mình cần vẽ cấp nước thì mình bật cái mặt bằng cấp nước lên. Mình vẽ thoát nước thì mình bật mặt bằng thoát nước lên cho nó đỡ mất công hai mặt bằng nó chồng chéo nhau khó nhìn. Rồi mọi người tiếp nhỉ, mình sẽ link két tiếp này. Mặt bằng thoát nước chọn tương tự nha. Rồi chúng ta thực hiện lệnh align. Bắt vào đường ống thứ nhất này. Bắt đường thứ hai này. Rồi. Sau chúng ta gì nhỉ? Chọn cái file link này và khóa lại PN. Đây lệnh PN chính là lệnh này đấy, pin. Đấy thì chúng ta sẽ chắc là cái phần vẽ nó sẽ sang buổi sau. Hôm nay thì mình đang chỉ giới thiệu cái nhỉ? Cách tạo đường ống nữa. Chứ chắc là chưa đủ thời gian để chúng ta vẽ. Cách tạo đường ống và thiết lập các phụ kiện trên đường ống. Thì mọi người bật cái file gì nhỉ? Bật cái catalog này lên nhá. Rồi, bây giờ để cho nó dễ nhìn ý, chúng ta cũng import thằng catalog này vào trong Revit để chúng ta tí nữa chúng ta nhìn nó dễ, đỡ xoay hai màn hình khó nhìn. Thì chúng ta sẽ làm sao này, chúng ta import cái ảnh vào đây, chúng ta cũng vào insert này, import image. Đó là cái ảnh đây. Để tí nữa khi mà chúng ta lập cái bảng kích thước của nó, chúng ta có cái ảnh này chúng ta nhìn nó dễ, đỡ mất công ngồi soi. Rồi. Đầu tiên ấy,
thì mọi người cũng sẽ phải tạo các phần về ống hệ thống ống trước, nhưng thôi mình sẽ nhảy sang cái phần nó tương tự như cái phần bên kia rồi, tí nữa mình sẽ tạo sau. Cái phần này mình đấy là cần hơn cho mọi người. Mọi người vào thẻ system này, mọi người quan sát ở phía dưới các cái nhóm group về các lệnh nhá, SVAC có mũi tên nhỏ đúng không, rồi giờ mấy kem có mũi tên nhỏ này, pumping and piping cũng mũi tên nhỏ này. Thì mũi tên nhỏ đây đều là setting của các hệ này và các đối tượng này. Thì mọi người kích vào phần pumping and piping các vấn nước này, mọi người kích vào cái mũi tên nhỏ nhỏ đây, thì nó có cái phần là gì ạ, py setting các thuộc tính cho py. Thì ở phần đây chúng ta sẽ quan tâm cái đầu tiên là gì ạ, segment size. Đây chính là các cái loại ống của nó đây, mọi người thấy này, segment size carbon steel nó sẽ có cỡ size này nhá, rồi polyvinyl này các loại này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái cỡ size nó mình size ở đây nó khác hoàn toàn với cái cỡ size của ống PVD trong bảng này đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ gì nhỉ, chúng ta sẽ phải tạo một chủng loại ống mới mà theo cỡ mà size chúng ta nhìn trên bảng này cơ. Thì bây giờ mà mình kích vào nút này là create new pie segment, rồi thì ở đây nó sẽ có ba tùy chọn cho chúng ta chọn tại phần pie segment này. Một là chúng ta vẫn giữ nguyên cái bảng của cái bảng cũ này, chúng ta chỉ thay mỗi cái vật liệu của cái ống thôi, chúng ta không sửa chữa gì cái bảng này cả. Hai, chúng ta đổi cả gì nhỉ, cái schedule này, cái kiểu dữ liệu thôi, còn lại chúng ta không thay đổi vật liệu, chúng ta chỉ chọn vật liệu có sẵn. Cái loại thứ ba là gì nhỉ, chúng ta vừa sửa bảng kích thước vừa thay đổi vật liệu, à chúng ta sẽ chọn cách thứ ba nhé. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ kích vào dấu ba chấm này, chúng ta sẽ ra một cái bảng là gọi là này, bảng material, bảng vật liệu ống. Ở đây chúng ta muốn tạo một loại vật liệu mới đấy, chúng ta kích vào nút ở phía dưới này, cái nút biểu tượng hình tròn tròn mà có hình dấu cộng nhá, create new material. Đây nó sẽ ra một cái vật liệu mới đây, chúng ta ấn phải chuột, chúng ta rename, ta đặt nó là gì ạ, PPR. PPR nhá. Ở đây hình như nó đã có vật liệu PPR rồi, xem mình nhìn ra này. Đây nó có vật liệu sẵn này nên là vừa đấy nó không cho mình tạo. Delete cái vật liệu này đi nhá. Rồi. Mình tạo vào lại, tạo lại vật liệu mới này. Create new material. Đây. Đây cũng thừa cái này. Đây mình sẽ rename cái này đi. Đặt tên là PPR nhá. Enter. Ở đây mình sẽ có thể thay đổi được màu sắc của nó. À, giả sử mình muốn là vật liệu này PPR này có màu xanh đúng không? Chúng ta vào phần Advanced này. Ô graphic, chúng ta chọn màu nó thành màu xanh. Và ô graphic chúng ta sẽ thể tích vào cái phần gì ạ? Setting là U-Render Appearance. Sau đó chúng ta ấn Apply. Thì như vậy là chúng ta đã gán màu cho ống rồi nhá. Thì khi này ấy, người vẽ ống mà nó chưa nhận hệ nào ấy, nó sẽ nhận theo vật liệu này và khi render nó sẽ ra màu này. Rồi. Chúng ta sau khi chỉnh sửa màu sắc ra chúng ta ấn OK. Đầu tiên là chúng ta đã tạo xong vật liệu của nó là ống PPR đúng không?
Tiếp theo chúng ta chọn kiểu dữ liệu, kiểu bây giờ kiểu kích thước. Thì đây chúng ta làm ống này với, ở đây nó có rất nhiều PN nhá, ở đây P là 10, 16, 20, 25. Chúng ta nhập cái bảng PN 10 thôi. Chúng ta sẽ nhập cái bảng PN 10. Chúng ta sẽ tạo cái ống này là PPR PN 10. Sau đó chúng ta kích OK. Rồi. Nhưng ở đây là chúng ta mới tạo ra chủng loại ống mới thôi, chúng ta chưa sửa sai được cái này. Bây giờ chúng ta là sửa này. Đầu tiên mình sẽ xóa sạch các cái sai ở đây đi. Mọi người nút delete sai này. Ấn liên tục đến khi nào mà nó không cho delete nữa thì thôi. Bây giờ nó bắt để chừa lại một thằng. Nó không bao giờ cho phép là chúng ta xóa hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập sai này. Bây giờ mọi người nhập new size từ 20 đến 50 thôi. Mình trong dự án này mình chỉ dùng đến size 50 là được rồi, không cần mình đến nhiều size nữa hơn. Còn nếu mà sau thì mình sẽ phải nhập đầy đủ các size. Mình kích new size này. Cái đường kính mà mọi người sẽ chọn được trên cái bảng chọn mà đường kính khi chúng ta vẽ vừa rồi ấy, nó sẽ nằm ở cái ô gì ạ? Normal này, cái đường kính hiển thị trên cái thanh công cụ của chúng ta. Chúng ta sẽ nhập cái này, cũng như là cái này là 20 đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà mọi người mà muốn làm ống các kiểu dây điện, dây điếc cỡ size bao nhiêu thì mình sẽ nhập vào đây. Chứng cỡ size ở đấy. Tiếp theo, inside diameter. Ở đây mình thấy là gì ạ? Ống này ống 20 này. Bán kính đường kính ngoài là 20 này. Chiều dày là 2,3 này, thì đường kính trong mình sẽ bằng này nhỉ, bằng 20 trừ 2,3 nhân 2 15.4 20. OK, sau khi mình tạo xong cái kiểu 20 rồi thì mình có thể xóa được cái thằng 300 này. Tiếp theo mình sẽ tạo thêm mấy cỡ size nữa nhá. Mình sẽ tạo thêm cỡ 25, 32, 40, 50, mình bằng lấy size thôi. Không cần tạo nhiều size quá. Mình sẽ tạo tiếp là 25 này. Cái chiều dày của nó là gì? 2.8 đúng không? Bằng 25 trừ 2.8 nhân 2. Thế nào? OK. New size 32. Chiều dày của nó bằng 2.9. Mọi người nhớ là cái này nó cho nhập một lần nữa nhá, sai là phải xóa đi làm lại, không có sửa. Không có edit được cái gì đâu, chỉ có xóa đi hoặc làm lại thôi, không có edit. 32, 40. 40 là 3,7 không? Trừ 3,7 nhân 2. OK. 50. Bốn phẩy sáu không? Như vậy là mọi người đã biết cách tạo ra một cái loại ống bất kỳ với cỡ size bất kỳ, muốn tùy chỉnh như size của não được, muốn vật liệu của gì cũng được. Thế sau khi tạo ra chủng loại ống rồi thì mình phải gắn cái chủng loại ống này vào một cái ống cụ thể, chứ nếu chỉ dừng ở đây thì cái ống này vẫn chưa sử dụng được trong dự án nhá. Ống này là chúng ta mới chỉ gì à? Dừng ở mức độ là chúng ta tạo ra chủng loại ống mới thôi, nhưng mà chúng ta chưa gắn cái ống nào đi kèm phụ kiện nào hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kích OK này. Rồi xong, phải xong nhiệm vụ đi, xóa đi, không cần nữa.